Đốt phong long nè, đốt phong long nè, đốt phong long nè. Trời đất ơi, ta nói cái gì đâu mà bữa gần nó xui một cái luôn á mọi người. Tưởng đâu là bước qua tháng mới rồi nó đỡ xui, ai dè đâu qua tháng 7 đây còn xui hơn. Mới có mấy ngày đầu tháng thôi mà thấy không có ổn rồi đó nghe. Không biết là chỗ mọi người sao nghe, chứ chỗ em là hay có vụ này nè. Kiểu như là thấy mà xui xui đó ha. Còn thôi mấy cô bán ngoài chợ á, gặp mà bán ế ế là mấy bà ư làm gì á mọi người. Kiểu như là tâm linh vậy thôi mọi người ơi, hơi tin dị đoan chút mà nhìn cũng thấy vui vui nè. Mấy hôm nay không biết sao mà nó xui một cái luôn mọi người, đụng đâu là bể đó. Mọi chuyện kiểu như là nó không có như mình mong muốn mấy anh chị. Trong công việc cũng vậy, rồi cuộc sống cũng vậy, rồi bán hàng cũng vậy luôn nè. Ta nói bán đã ế rồi, không có đi được nhiêu đơn trơn, còn gặp bơm hàng nữa. Tội nghiệp anh shipper đẹp trai, mỗi lần chở ra là cả bao gì nè, chứ đâu có ít đâu. Trong khi đó mấy củ khoai lang sẽ dẻo người ta ngon gì nè, không đủ bán luôn. Mà nỡ lòng nào đặt xong cái bơm của người ta. Nói rồi đó, một lần thôi nghe, mai mốt không có gì nữa nghe. Còn cái mớ khoai này giờ ăn luôn chứ sao giờ, để dành thay cho bữa sáng ăn lai gai cũng được. Kệ đi, khoái ăn sang thì sáng mình ăn khoai thôi. Còn mọi người ở trên này ai mà cũng khoái ăn sang giống em thì nhớ hú hé em nghe. Bịch chà bá gì nè, có 99k. Rồi lại quay buổi sáng như là gói hàng đi hết cho mọi người rồi đó. Giờ này chưa chờ rồi mới xách chiếc xe chạy đi chợ. Sáng mới có đốt phong long mà chưa có đủ hết xui đâu, phải thêm cái này nữa nó mới đủ nè. Còn mọi người ai mà cũng tâm linh muốn mà đỡ đỡ xui thì có thể làm theo em nghe. Làm theo được thì cứ làm đi, còn hết xui hay không thì em không có dám hứa rồi nghe. Cách làm thì mọi người làm y gan trên màn hình vậy nghe. Trái chanh mình sẽ làm tư nhưng mà sẽ đừng có đứt nghe, cho dính cái phần đít lại. Tỏi thì mình đập dập ra xong nhét vô chính giữa đó, mỗi trái em tép. Rồi mình đổ muối hột lên cho nhiều nhiều chút nha. Cầm cái dĩa này đi vòng vòng mấy cái góc nhà đó mấy anh chị, cho cái xui nó bay đi, hút may mắn lại nghe. Xong rồi thì mình để kế bàn thần tài ông đĩa nha mọi người. Thấy vậy chứ cách này nhiều người làm lắm á mọi người, chứ không phải giỡn đâu à. Sớm giờ là làm được hai cái xả xui rồi phải không, chưa có đủ nha. Một cái nữa nó mới đủ combo. Đây hột vịt lộn thì có hai đứa em ăn nè, thành ra đẩy cho 20 trứng ăn cho lòi bản họng luôn. Cảm giác thiệt là zoom hết. Ta nói he, mới có luộc xong đem ra là mấy bà này mấy bà lại trong mình. Thôi kệ đứng nó đi, để chút xíu ta ăn hết nổi cái dư dư ta cho 1 trứng 2 trứng ăn. Ôi xong hết rồi nè mọi người. Ôi chén muối quá ngon rồi. Đổ quét luôn. Nước nó ngọt thấy sợ luôn á. Ơi coi nè mọi người ơi, cái lòng đỏ hổm gà không ăn cũng thèm nữa. Quá đã mọi người. Nóng cái ớt mà nó nồng mà muốn sặc luôn mọi người. Chanh đã quét luôn, quá trời ngon ta nha. Chén muối ngon ha. Bữa gài thì cũng lâu rồi không ăn lại vịt lộn. Em nghe đồn là ăn hột vịt này nè, xui thì ăn lẻ còn hên thì ăn chẳng. Không biết là có đúng không hé mọi người. Xong cái mâm hột vịt này là chắc là đỡ đỡ xui rồi đó mọi người ơi. Rồi thì hy vọng những ngày tháng sắp tới nó may mắn lại coi. Nghe đồn ăn hột vịt lộn xong là phải bóp vỏ đó. Không biết để làm gì ta, mọi người nhớ bình luận cho em biết chứ nghe.